Hôm nay đi thăm mấy cái động đá ở hồ Superior. Điểm dừng nghỉ đầu tiên là ở The Loop khi mà trời vừa mới sáng. Chuyến đi chỉ có hai hành khách mà đã có sự khác nhau. Một người thì đang mải mê với cái khuôn trăng đầy đặn. Còn người kia thì đắm đuối với ông mặt trời đỏ rực đang bắt đầu nhú lên. Hôm nay trời đẹp, hứa hẹn sẽ có nhiều hấp dẫn. Mới khởi đầu ở trên một cái đồi không lớn lắm mà cũng đã đầy đủ mọi thứ: trời, trăng, mây, nước, cây, trái. Nhưng đây cũng chỉ là một điểm dừng tạm ở 2/3 đoạn đường. Cái đích thực sự ở 1/3 đoạn đường còn lại. Cho nên không thể la cà ở đây lâu. Có lẽ mình là người đầu tiên chơi cái thuyền bơm hơi ở đây, cho nên hai anh chàng nhân viên làm việc ở đây có vẻ ái ngại, khuyên là nên đi tới một cái địa điểm khác sóng êm ấm hơn để mà bơi thuyền. Nhưng mà mình tới đây đâu phải để bơi khơi khơi, cho nên chơi luôn, không bệnh gì mà cử. Tại vì họ chỉ khuyên thôi, chứ ở đây không có cấm. Khoảng cách tới cái hang đầu tiên cũng phải hơn một dặm. Đầu tiên mình cũng xuống bơi thử, sợ là nước nó lạnh quá nó làm cho cái thuyền nó mềm bớt đi, khó đi. Nhưng mà cái khó chính là lần đầu tiên chèo kayak, nó không có đi thẳng, mà nó đi hình chữ chi. Cuối cùng, rồi cũng tới đích. Bây giờ hai đứa mình ngồi đối diện nhau vậy nè, để có gì đứa này chụp hình cho đứa kia nha, cho cái hình. Mình quay thuyền lại mình chụp. Hả? Mình quay thuyền lại mình chụp. Ừ, quay thuyền lại cho đứa này chụp cái kia thôi. Cái hang kìa này. Rồi, đó. Cái thử rồi đó coi. Cái gì? Nó phải chụp hình. Ui trời, nó kêu quá trời, chắc nó chụp trăm cái hình trong này quá. Hang sâu thăm thẳm. Hồi đó cái thằng ấy nó chui xuống đó, phải không? Nhiều lắm chứ, trên đây mới có một phần thôi mát. Đi cả mai nữa mới tới một chút nữa mà. Trời ơi, cái này nè, trên cái khe trên này nữa nè. Nó chèo từ từ cho nó. Khoan, nó quay hết tất cả cái hang này. Trời, họ trong tay và thanh họ sẽ chụp được rất là nhiều hình đó. Cái tiếng ị ộp, thấy không? Mấy người kia cũng vô lắm. Đám gì nó về rồi kìa, chắc nó đi nửa ngày á.
mình còn sơ cua nữa. Bên đầu mình nó đâu ra chạy xuống người ta trên kia lủng xuống hả? Vậy mà có những cái cây nó sống vậy mà nó có một chút đá nó sống được phải không? Chút đất chứ. Nghĩa là có thể là sống nhờ nước. Trước bữa này phải đi buổi chiều đó, buổi chiều này từ trong hang mình chụp hình ra đó. Có chụp được không? Nó không có máy mà nó có chụp được. Máy xịn nó mới chụp. Không biết máy này có chụp được không chứ. Không, chỉ mặt trời nó ngã ra là mình 4-5 giờ chiều là được rồi. Trong đi một bữa nữa. Ừ. Chiều nay trời đẹp nè. Nhưng mà chiều nay mình hẹn với tụi nhỏ rồi. Cancel. Mấy giờ trời mặt trời lặn? 7-6 giờ luôn. Không, 7-8 giờ đó. Mà mai mình đi làm. Đi lại đi cái được ngày thứ 7 thì tốt. Wow, mát. Ủa, chỗ này đẹp quá, cái hang đẹp quá. Người ta đứng trên kia nè. Khoan nè. Để ba chèo lui, để ba chèo lui. Ờ, ba chèo lui đi, nó quay phim có ba. Cái đỉnh, quay á. Chưa, cái chèo cua đầu. Quay lại cái chừng rồi. Trời ơi, chỗ này đẹp quá. Ồ, giống như một bức tranh gì đó Hoàng ơi. Tụi Hoàng biết sao. Vô là được rồi. Ừ, Hoàng biết sao trong kia tự nhiên nó lên. Đi nữa. Sao kỳ tới đủ tượng hùng luôn. Nói thì mình bố cái này lên là tụi nó khoái rồi. Trời ơi đẹp quá. Mình đi cái kiểu này thôi. Hoàng, cái hang nữa hả? Vô đó phải là nó quay phim. Giờ quay phim thôi khỏi chụp hình. Chụp ra cũng vậy. Nhưng mà mấy cái nền này nó đẹp lắm, nó như một cái bức tranh vậy đó. Cái hang này có lò nó được không ta? Cái máy này nó thấy rõ lắm, có sao hết á. Mà thấy nó an toàn thì sau đêm nó xịn theo. Wow. Tối rồi má còn thấy quay rõ. Ồ, cái máy này quay vô này cũng rõ dễ sợ luôn. Nó không bằng cái máy kia nó tự động nó điều chỉnh ánh sáng cho nên nó màu hết buồn đâu. Ồ, chạy vô cái vòm. Nó chảy. Ồ, trường cái hang này nó cũng hành cái gì đó, sau lưng, chưa ra.
quay cái đầu thì nó quay cái đầu. Nó cứ tiếp tục quay đi nha. Nó quay trên đi xuống mình lên hết á. Đây là đây bị cửa hang. Cửa hang đẹp nhưng mà bị mờ cái gì nhưng mà cũng đẹp lắm. Ôi trời, có cái cây nó nhọn nhọn hay lắm nè. Hồi đó trong phim đó phải không? Ừ. Trập trồ mấy cái vụ đó đó. Nó có cái cây giống như nhọn nhọn như vậy nhớ. Bữa tôi thấy trong phim đó đó. Lắm đấy. Đây thì chơi xuống dưới luôn. Ô hồ đẹp quá. Hoàng làm sao đứng ra tư thế luôn, chụp hình Hoàng nha. Đây này có chỗ này có lòn ở được không đây? Không. Ngày sáng tinh rồi mà. Ừ, có. Má chụp con qua xuyên, bố dỗ qua tự nhiên. Ủa, đẹp quá ba. Cái này á. Cái này nó nghĩ là cái chụp để quay phim đi đúng á. Chụp hình sẽ không thấy đẹp tự nhiên chói. Phải quẹt ra. Phải quẹt ra đi. Phải. Mình cái tên hang gì vậy đó. Cái chạy tay chạy luôn. Đó hết đó. Bắt đầu lắm mình coi. Đó mới lòn con này ra đó. Đó mới chỉ là vài cái hang đẹp trong cái nhóm hang đầu tiên. Còn những cái nhóm khác ở đó cũng khá xa. Cho nên quay về hẹn dịp sau. Cũng tiếc thiệt, khó kiếm được ngày đẹp trời như vậy. Nhưng mà đợt sau kinh nghiệm hơn, hy vọng sẽ có được những cái cảnh đẹp hơn.